Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn trên thị trường để nhà đầu tư có thể nhìn nhận, nhà đầu tư có thể đánh giá và trực tiếp thấy rõ về những giá trị giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên con đường tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản chỉ có một thứ giá trị duy nhất trên thị trường đó là dễ là dễ mất tiền đơn giản chính bản thân các nhà đầu tư sẽ phải tan ra bại sản trên cái thị trường giao dịch Forex này nhà đầu tư phải hiểu rằng đây chính là thị trường của những giá trị mà phải chứng minh từ chính những người thầy dạy Forex hay à, áo quân Forex thế giới hoặc là road Trader không có chuyện là gì nhỉ chủ các kênh youtube, chủ các diễn đàn forex hay là nhà bất kỳ một giá trị chia sẻ nào từ những thằng được gọi là áo quân forex thế giới hay thầy dạy forex hoặc là những thằng được gọi là gì nhỉ có kinh nghiệm chia sẻ trên thị trường mà chỉ dùng mồm dùng mõm phân tích và cho chiến lược đều trên thị trường đây là cả một sự chứng minh bằng thực tiễn sâu phun tài khoản và trong suốt một thời gian dài để cho nhà đầu tư có thể nhìn nhận đánh giá và thấy rõ về những giá trị thực tiễn này trên thị trường không có chuyện nói mồm mà gì tạo được ra những giá trị thành công và tôi chia sẻ để gửi đến nhà đầu tư. Ngoài kia trên thị trường tôi đéo cần biết có bao nhiêu thằng giao dịch không được hoặc là có bao nhiêu người giao dịch được ở trên thị trường này mà chỉ dùng mồm, dùng mõm. Tôi chỉ cần biết một thứ giá trị ai chứng minh được bằng thực tế thì tôi tin. Ai cho chúng tôi thấy rõ được những giá trị họ chia sẻ để tôi kiểm chứng thì tôi tin về những giá trị đó trên thị trường. Đấy là điều mà tôi xin gửi đến nhà đầu tư không có chuyện ở trên thị trường giao dịch Forex này. Lòng tin và đạo đức chỉ là những lời nói suông hoặc phân tích và cho chiến lược ở trên thị trường. Rồi check in sang chảnh sâu toàn những thứ giá trị thì gọi đó là nhà thành công ở trên thị trường về đầu tư Forex. Thành công ở trên thị trường Forex chính là những giá trị mà bản thân tôi hay chính các bạn phải là những người kiểm chứng được về những giá trị mà họ chia sẻ, họ truyền tải cho chúng ta. Tôi gửi đến nhà đầu tư để nhà đầu tư hiểu rõ về những giá trị này bất kỳ một thằng nào được gọi là áo quân forex thế giới hay road trader hoặc quản lý quỹ hoặc là những thằng nào thành công ở trên thị trường giao dịch forex này mà ra đi dạy ở trên thị trường này hoặc bất kỳ một chủ kênh youtube chủ diễn đàn forex nào thích tôi có thể nhắc lời giao dịch